Dạ, Thái xin đến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin đến chúc quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Thái cùng với đội từ thiện của chú Hòa Sớp mình qua Đồng Tháp nha cô chú anh chị, là chuẩn bị dựng nhà cho anh đi. Thì hiện giờ mình bắt đầu là khởi hành. Hiện giờ thì cái thời gian nó là 1 giờ 2 phút rồi nha cô chú anh chị. Thì các chú từ thiện rất là tranh thủ, tại vì bên đây mình đi cái tầm khoảng 1 giờ đi qua đến bên bển á, thì nó cái tầm khoảng là 6 giờ sáng, thì chợ giờ sáng thì các chú sẽ dựng nhà, đặng là kịp trong kịp một ngày là cho xong, để là các chú quay về bên đây. Thì lúc mà trước khi đi á cô chú anh chị, thì bên đây thì các chú từ thiện hồi chiều đã test toàn bộ hết là khoảng là 20 người, là các chú từ thiện bên đây đều là âm tính hết, thì nó rất là khỏe rồi cô chú anh chị. Thì qua bển thì mình tập trung là dựng nhà. Bây giờ mà cô chú anh chị cùng đi với mình, bắt đầu là lên xe là chuẩn bị là đi qua bên Đồng Tháp, qua nhà của anh đi. Thì hôm nay thì mình đi có hai chiếc xe, một là một chiếc 7 chỗ này, hai là một chiếc xe từ thiện của các chú là 16 chỗ. Thì chiếc 7 chỗ là 7 người, rồi 16 chỗ nữa là hôm nay là đi là khoảng 20 người lấy lên đó cô chú anh chị, tính mình luôn là khoảng là 23 người. Thì mời cô chú anh chị cùng đi với mình lên xe. Dạ, sau một khoảng thời gian di chuyển là 4 tiếng đồng hồ, thì mình cùng với các chú từ thiện đã đến nhà của anh đi nghe các cô chú anh chị. Thì giờ này là khoảng là 4 giờ rưỡi, thì các chú bắt đầu xuống là bắt đầu thu xếp là chuẩn bị là dựng nhà. Thì đây thì các chú đi là hôm nay đi là tự đem đồ ăn theo luôn, là toàn bộ là các chú dùng trong toàn bộ là cái những cái gì mà mình đem qua đây đó cô chú anh chị, là bà con bên đây là không có đến luôn, duy nhất là chỉ trong cái đội từ thiện mình làm mà thôi. Dạ đó, thì ông chú anh đây là chuẩn bị là cơm nước đầy đủ hết luôn nè. Cơm nước, thuốc uống, thuốc đồ đầy đủ, này là chú ba nghe cô chú anh chị. Đây là chú ba là đội trưởng, đội trưởng đội từ thiện dẫn qua đó. Kế bên đây là các chú đây, thì hôm nay đi là khoảng là 20 người, đó là U65, U70 đầy đủ hết nha. Nó thì các chú qua đây được là rất là mừng rồi. Bữa nay đi có mốt không chú à? Không nha. Dạ, đã tới rồi. Thì qua đến đây rồi thì các chú sẽ làm tranh thủ trong ngày hôm nay. Nếu như mà rồi được thì các chú sẽ về luôn, còn nếu như mà không rồi á cô chú anh chị, thì các chú sẽ để là một số anh em là khoảng 5 người hoặc là 3 người gì đó, rồi anh em làm xong rồi đó thì mình mới là di chuyển về bển đó. Quý vị thấy không, các chú rất là nhiệt tình. Thì 1 giờ rồi đã lên xe rồi, lên qua tới bên đây là tới 4 giờ rưỡi là mới tới đây đó. Đây là những cái phận đó, các chú chuẩn bị là soạn đồ xuống nha cô chú anh chị. Rồi tới rồi. Ê, cái đội hình. Dạ, vậy hả, đòi đòi ăn chị, đòi ăn chị Yến luôn hả, ghê à? Mấy chú già phải bồi bổ chị Yến mới chịu à. Dạ đừng 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 có quay mấy ổng toilet đâu mày. Thiết là có rồi đó, giờ này thấy đường làm được chưa chú à? Có sẵn hết đó, lại nhà đó ta thức rồi đó, chủ nhà ta thức rồi đó, nhà đó đó. Ở cái nền đằng đó đó, nền trống đằng đó đó. Bây giờ mình kéo qua bên cái nền đi, khiêng đồ xuống nữa ha, có đồ trên đây không? Có đồ trên đây thì mình khiêng đồ xuống luôn đi, tiếp các chú khiêng đồ xuống rồi ra đó. Đây là đồ nghề của các chú. Nó đem toàn bộ đồ nghề xuống. Đây là máy hàn nha, hai cái máy hàn. Thì chiếc xe này là chiếc xe từ thiện của các chú luôn nè quý vị.
À, mấy chú là đi thường thường thì đi cái xe này 16 người. Thì hôm nay đi 20 người, bắt buộc là mình phải kêu thêm một chiếc xe để là đi 20 người để cho làm công việc nó mau hơn. Đó, đây là những cái máy hàn. Thì trong đây là đồ nghề, máy cắt đồ đầy đủ hết. Ốc vít đồ, đá cắt đồ. Còn bọc gì kìa? Nói chung ra là toàn bộ đồ luôn. Là cơm đem theo luôn hả chú ba? Có cơm đủ luôn ha. Dạ, cơm nước luôn. Dạ. Nào đói là lại lấy cơm ăn. Dạ. Dạ để anh xe đây luôn đi, tại vì cái sân này là chốt quỹ ban. Đây là quỹ ban nhân dân xã Thành Lợi. Thì hôm trước mình qua đây thì ở lại một đêm cũng ở trong quỹ ban này đó cô chú. Cắt cái này rồi về lên bữa mùng 9 để cắt cái với kinh cũ nữa nè. Kinh cũ nữa ha. Ừ. Dạ. Nhà lớn nữa. Nhà lớn như nhà này vậy đó. Bự vậy đó. Dạ 4 dạ. mét 5 thì dài tới 18 thước. 18 thước ngang 4 mét 5 dài 18. Dạ nó cũng bằng diện tích nhà này ha. Dạ. Thì đây là đồ nghề nha cô chú anh chị. Đây là máy cắt. Thì là máy hàn, một máy hàn, hai máy hàn, ba máy hàn, bốn máy hàn, năm máy hàn, sáu máy hàn. Đây là máy cắt cầm tay, đây là súng. Đó, còn cái bao đó là bao gì nữa? Dây điện nữa ha, là bao dây điện luôn. Đó, quý vị thấy không, các chú rất là nhiệt tình. Sáng sớm là bắt đầu là tranh thủ. Nó nguyên cái đội hình như vậy đây cô chú anh chị. Là hoàn toàn là từ thiện chứ không có công cán gì hết nha, từ thiện, kể cả xe chạy qua đây luôn đều từ thiện hết, hay chiếc xe từ thiện luôn đó. Thì đồ nghề của người nào người người đó lấy xách đi, ngưỡng món đi, ngưỡng món đi đi đó. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lại đầy đủ. Ban đêm quý vị cũng thông cảm nha, thì đây là những cái thiết mà mình đã mua sẵn hôm trước đây. Khi các chú trở qua rồi thiết thì mình mua bên đây nha. Mở quanh đi ơi. Rồi ok. Rồi anh đi điện câu chỗ nào đó anh đi. Điện câu chỗ nào đó anh cho cái ổ điện qua. Đây đây lên đây lên đây lên đây. Đây là cái nền của mình có sẵn đây. Đó. Dạ, thiết để trên đó cho rồi. Dạ, sắt có sẵn đây luôn. Hả? Nó, thì vậy đó, còn cái sân đó. Nó thì bây giờ trước tiên thì chắc vậy đi, còn các chú có cản trở thì các chú cứ đem ra trước cửa trường học bên đó. Nó cứ để bên đó. Dạ cái sàn đây đây. Đi coi chừng nha, hai bên sàn đó nha. Đây thì em hỏi lót sẵn rồi đó, hỏi nó lót sẵn rồi đó. Rồi nó để luôn những cái miếng ấy sẵn luôn. Mấy miếng sắt sẵn luôn. Nó cột bên đó. Cái đó khỏi con ơi. Bây giờ vậy nè con lấy cọng dây ghim cái ổ điện ra được rồi. Có luôn ổ điện đây nè nha. Đây dây. Đó thì mấy chú rất là tranh thủ nha cô chú anh chị. Có nước sơn luôn hả? Này có ổ điện nè. Nè nè ổ điện này luôn nè, ổ chính luôn không sao đâu. Nè nè ghim vô đây luôn đi, dây này dây lớn luôn mà. Nè nè còn thêm cọng nữa đi. Câu được không, câu thêm cọng nữa được không? Rồi rồi nếu như mà án cọng nữa phải lội xuống dưới đây, bên đây, bên đây dưới này. Cầu dao dưới này nè. Đây bắt đầu là mấy chú vô bắt đầu là sắp xếp là chuẩn bị là làm luôn nha.
Thì vừa qua đây là khoảng 4:30. Thì bây giờ là làm luôn ban đêm luôn, cho tới sáng cho xong hôm nay là cho gọi luôn. Hôm đó mình chuyển vô thì hôm nay thì nó cũng hơi chặt rồi, là phải là chuyển ra. Còn cây ở dưới nữa kìa, còn cây dưới hả? Ờ, ban đêm mà có thấy. Đây đây, cầu dao dưới này đây. Cầu dao nằm dưới này. Ghim bây giờ trước tiên ghim vô cái ổ đó xài đỡ đi, rồi sáng mình thấy đường mình hãy xuống dưới. Ghim vô cái ổ đó, cái ổ đó cũng là lấy từ cầu dao ra đó. Bệnh nói gì hả? Chưa lạnh, con lấy khẩu trang con đeo vô. Vô lấy khẩu trang con đeo vô. Đây là cháu nữ nha cô chú anh chị. Nó nằm ở dưới đây nè, nằm ở dưới đây lặn ban đêm không thấy đường khó lắm. Coi sáng nè, mình câu vô. Bây giờ ghim vô, điện nó xài trước đi, không sao đâu. Đó, các anh tụi điện đây làm rất là nhiệt tình nha. À, ban đêm là đã làm rồi. Để sát vô đi nha. Yeah. À, rất là tội nghiệp các chú à. Vô. Lấy đi còn nhiêu giác cả, tại vì bữa đó em qua không có chỗ để, bắt buộc phải xuyên vô đây rồi. Lấy trước bộ đi. Cây và mâm chín gác hết đi chút nó chờ lại sau. Vác ra đi, chút thiếu gì lấy vô, đúng rồi. Lật lên. Rồi, không ghi rồi. 3 cây á. Lấy dây điện liệu qua bên. Ra ngoài nè.
cặp nè, lấy gần cây đi. Cặp. Trước nè, hôm ba trước lấy gần cây luôn đi. Chín nè. Lấy gần ba trước nè, ra ngoài cây luôn đi. Hôm ba trước 37 ha. Cây đó gần tay trước. Số số đẹp không hả? Đó hai cây đó, cặp nữa đó. Rồi rồi rồi. Anh đi dắt xong đa ra đi anh đi. Rồi rồi. Xe đi dắt ra ngoài đi. Rồi dắt ra đi. Dạ dạ. Ban đêm không thấy đường, cô chú anh chị thông cảm nha. Tại các chú làm rất là sớm, qua giờ nào là các chú làm giờ nấy để tranh thủ. Rồi lấy cái đèn ra, trong nhà có đèn không? Bây giờ nè, chú qua game vô đây xài đỡ trước đi, rồi sáng rồi mình đi xuống dưới. Cái cọng dây này là bắt vô từ dưới luôn đó. Rồi bây giờ có ông nào biết điện leo xuống dưới không? Cụ dao nằm ở dưới này nè, phải đi xuống dưới mới được chú ơi. Mình đi bên kia kìa. Miệng mình cắt kìa. Đâu cắt miệng cái này mình. Kìa cái đó miệng đi miệng gì? Vô kèo luôn vậy. Kèo á. Dạ. Nè chú bà đi đường bên đó đó, đi xuống dưới, đi lội qua. Cái đồng hồ chỗ này nè, nằm ngay đây nè chú ơi. Rồi. Cái đồng hồ nó nằm ở sau toilet này nè, đi mép ngoài bên đây nè. Toilet bên đây. Đây nè. Đây, chú ba xách giày đi. Anh đi, anh dắt chú bà đi xuống cái chỗ cái ấy ơi, cái ổ điện ơi. Đi đường ngoài này nè. Lội nước luôn. Rồi chú ba bỏ dép lại ở đây đi. Rồi để này đây nè chú ba. Rồi. Nè, ông đi xuống dưới đi. Nè, nó nằm đây nè. Rồi. Anh đi ơi, anh xuống dưới anh đi. Vô móc rồi được ta, cùi dao cái gì? Cái đó cùi dao. Rồi chú ba chú biết chú đi xuống đi chú ba đi xuống với ảnh nè. Đi đường này nè chú ơi. Đây qua đây. Hôm nay chú bắt đầu chuẩn bị là gáp luôn nha. Cái dây điện mình đi xuống nước có sao không? Nè kéo lên trên đi, kéo đường dây điện lên trên đi. ông
ông nào có cái đèn ấy mượn cái đèn ơi. Tới chưa, nằm đâu? Cái đó là cái gì? Ở dưới đó là cái gì ạ? Cái đó là cái ổ điện ở dưới hay vậy chú ba? Thấy gì, thấy gì? Cho mượn cái đèn đi. Đèn sáng rồi, cho mượn cái đèn cái nha. Nè chú ba ơi. Chú ba ơi. Nè nè. Rồi. Rồi ở dưới thì mấy chú câu điện đặng hàng, còn ở trên đây thì mấy chú bắt đầu là sắp xếp, đã là chuẩn bị là gáp về lại luôn nha. Cái này gáp về lại là dựng lên một cái một luôn. Quá dài mà dựng lên nổi không ta? Cái xả miệng sao kỳ vậy? Lộn miệng hả vậy nè? Lộn miệng rồi. Công nhận đẹp, qua giờ nào làm giờ đấy. Chú ổ điện, chú bà ông đang câu ổ điện này nè. Dưới mấy dây kèo đó. Đang câu. Dưới đống sắt đó. Im chưa chú bà? Bây giờ chưa được thì mình lấy xà đỡ cái ổ này trước một hai cái máy hàng đi, không sao đâu. Được nè, cái máy này đưa. Nè, xài hai ba cái máy hàng đi, không sao đâu. Trường mở rồi đó. Dạ, xài đỡ xíu đi, rồi chút mà mình câu vô. Cưa cái đó hả? Rồi, chút nữa cưa liền. Dạ, thì bây giờ là sắt đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì các chú là chuẩn bị là gấp về lại. Thì bây giờ mình đi xuống đây.
Đó. Đi qua nhà của anh Y nha. Thì do bên đây lấy cái bóng đèn cúp điện cho nên là nhà anh Y là tối hụ vậy đây. Nó còn tối hụ luôn. Dục cái nồi lau nữa hả? Nữ ơi, cho cái nồi lau con. Có nồi lau không? Áo nào bỏ, đồ khô á. Nó nhà anh Y là hiện giờ là nó còn có bê lớn vậy nè cô chú anh chị. Thì cháu bữa đó đi lọt giò, thì bữa nay thì các chú đi qua làm là rất là mừng rồi. Có cáo nào bỏ cho cáo bỏ đó con. Bỏ chưa, chắc ăn bỏ chưa? Rồi chắc ăn bỏ rồi không? Rồi đây. Đây. Đó được cáo. Mấy ông làm sủa dữ vậy? Im không? Cắt nhà cho bé mà bé còn sủa nữa hả? Vậy có làm mất giấc ngủ của con không hả? Vậy mừng quá thức luôn rồi khỏi ngủ hả? Dạ. Có nào? Dạ lúc mà 4:40 vậy. Nãy nghe xe chạy qua là thức sớm hả? Thì chị Ba thức trước rồi con thức sau. Chị Ba thức trước nha. Dạ. Thường thường ngủ tới mấy giờ mới thức? Bữa nay thức sớm 6:01 thức dậy rồi chuẩn bị học. Dạ. Mừng không? Mừng. Mừng quá mừng rồi hả? Dạ. Ngày mai là có nhà đó. Dạ. Anh đi hả? Dạ. Anh đi lấy cái cô đang cắt cái cô chú anh chị. Đó. Ngày mai là có nhà mới rồi đó nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bển mình cùng làm với các chú nha cô chú anh chị. Thì hôm nay thì đến đây thì mình báo cho cô chú anh chị biết là nhà anh đi là được dựng là khoảng là 4:00 sáng thì đã được dựng rồi. Nó thì anh đi bắt đầu là chuẩn bị một số đồ vật dụng như cưa, đang cưa những cái phần mà cây nhà cũ này cô chú anh chị nó còn dư ra đó, cưa bỏ đặng là mình chuẩn bị đặng là mình dựng nhà. Thì hôm nay các chú từ thiện hơi vất vả tại đường xa đi sớm. Trong đây có anh tài xế nè cũng nhiệt tình dữ lắm đó. Cúp dao, cúp dao gắn kia xài mới được chứ xài này. Xài này không nổi hả? Thì kêu đi ra ngoài hè cúp mới được. Đó, thì bây giờ là 4:00 sáng thì đã tập trung thì đã làm rồi, thì giờ này cũng gần hơn sáng rồi nha cô chú anh chị. Thì đó video này mình về chia sẻ cô chú anh chị đến đây, tại vì ban đêm mình quay không có thấy đường, thì sáng mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị nhiều hơn nha. Thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào.